cơ hội nào cho Việt. Như vậy anh đã thực hiện một phép đổi mà rất có lợi. Mạng lưới của anh từ 100.000 lên đến 450.000. Chỉ có một tuần, thời gian chỉ có một tuần là mình phải thay đổi. Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ The Next Power. Cần sự đổi mới trước khi thị trường thay đổi. Anh đã thực hiện một phép đổi mà rất có lợi. Anh đổi từ một cái mảng kinh doanh theo mùa, làm bánh, chuyển qua mình có được tiền. Sau khi có được tiền, ta lại đổi tiếp một lần nữa, ta kiếm được một cái mảng kinh doanh thực phẩm mà là thực phẩm thiết yếu. Mạng lưới của anh từ 100.000 lên đến 450.000. Với cái chu kỳ cái ngành bánh kẹo thì năm 2014 thì cái tăng trưởng nó sẽ chậm lại. Nhất là cái người tiêu dùng ngày nay nó quan tâm đến sức khỏe nhiều, cho nên là họ ít ăn những cái bánh kẹo nhiều. Thứ hai là cái ngành bánh kẹo nó mang cái tính chất là thời vụ là chính rồi. Những cái seasonal, tức là một năm thì hai cái thời vụ lớn, một cái là mùa bánh trung thu, một cái mùa là Tết ta, thì biếu sáng nó nhiều. Nhưng mà sau khi cũng quan sát cái mơ ước của tập đoàn Kido là mình muốn là cái doanh nghiệp là tỷ đô, nhưng mà với cái tăng trưởng mà một năm chỉ khoảng 5-6% thì ước mơ nó sẽ còn xa. Thời điểm nó khoảng 6.000 tỷ, thì mình cũng có một cái sự đột phá. Cái này cũng nói là nó may mắn, cũng có Modani của Mỹ thì quan tâm, và thứ hai là doanh nghiệp mình phải nắm bắt được cơ hội, là bán được một cái giá tuyệt vời, cho nên trên 10.000 tỷ, thì cho nên mình thấy đây là một cái cơ hội. Mình nắm được một cái showcase, mình có thể còn làm nhiều cái dự án lớn hơn nữa. Rồi sau cái câu chuyện là sale đi cái mảng bánh thì mình mới tham gia vào cái mảng dầu. Trước khi mảng bánh thì nó có hệ thống bán hàng thì khoảng 120.000 điểm thôi. Mà sau khi mình bán đi mảng bánh, mình xây dựng cái mảng dầu thì ngày nay mình được 450.000 điểm. Thay đổi tư duy là quan trọng nhất của đổi mới. Thì mình đã chia sẻ cái tư duy cho các bạn là không có cái gì mà quan niệm là sĩ diện hết. Vấn đề là giá trị là quan trọng. Làm cái gì cũng phải tạo ra giá trị. Nếu mà chúng ta không tạo ra giá trị, chúng ta không thể nào mà cho họ tồn tại được. Chất lượng sản phẩm là điều không đổi. Anh có đưa ra cái từ khóa rất quan trọng, đó là bắt trend, để bắt được những cái trend thay đổi của thị trường. Thế thì có cái trend nào mà anh giữ hoài từ 20 năm rồi, 30 năm rồi không? Cái trend bây giờ mình giữ hoài là có chất lượng. Đương nhiên là mình hiểu biết được là cái sản phẩm truyền thống trước đây đó, nó là quá lỗi thời. Tức là họ chỉ có vị là như ngọt thì đậu xanh hạt sen, hoặc là bánh tập cẩm. Và ngày nay mình áp dụng theo là international, tức là cái cua chili crab của Singapore rất là nổi tiếng. Mình đưa những cái nhân nó vào, mình muốn mang lại cái giá trị của cái sản phẩm có chất lượng nó khác với xưa. Trước khi thì tại vì sản phẩm mình hiểu biết là bánh trung thu là quà biếu là chính, cho nên mình phải nâng những cái giá trị của cái sản phẩm bánh trung thu để cho người tiêu dùng cảm thấy là một cái sản phẩm mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Những cái khẩu vị cũng như chất lượng và mẫu mã bao bì đều thay đổi hết. Chứ chúng ta không có quan tâm đến là chúng ta làm như những cái sản phẩm mà giá rẻ hơn thị trường để cạnh tranh với nhau, không có chuyện đó là mà không là xưa rồi. Liên kết để tạo chuỗi giá trị. Trước đây cái chiến lược của mình là MME, mình sẽ mua ra những cái công ty mình táo cấu trúc lại. Nhưng mà một khi là trong nước mình không thể nào mà mua được nữa, thì chúng ta phải bước sang ngoài thế giới, là mình phải mua những cái nước lân cận, những cái công ty tốt để mình tái cấu trúc. Tại sao mình dám làm? Tại vì mình có nguyên cái hệ thống là các bộ phận đều là rất là mạnh. Mình chỉ cần vào cuộc là tất cả tập thể này để cùng nhau mà bắt tay mà làm. Cho như trong một thời gian ngắn này mình có thể làm cho họ đi vào là hoạt động là tốt này kia. Cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé. Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP, sự tài trợ của tập đoàn Kido. The Next Power.